Vâng, xin chào bác Lý Đinh, xe đạp. Và những cái video lần trước thì em có về một chiếc xe dòng Miata của Mili Nhật. Thì hôm nay em về một chiếc hiệu Benchitone, cũng là hiệu rất là thương hiệu nổi tiếng ở bên thị trường nội địa Nhật rồi. Vâng, và hôm nay chiếc xe này thì đẹp hơn so với những dòng xe Miata thương hiệu Benchitone. Thì bên em mới về đây thì có bác rất nhiều bác hỏi, thì hôm nay em về thêm chút nữa và xe này đánh giá là đẹp hơn, đồ đạc trên 95% nguyên bản theo xe. Và em đi thử chi tiết bác xem. Đây là tay nắm của Lattano nhé. Lattano là cái thương hiệu bên thị trường Nhật nội địa rồi. Đấy, các bác phải dùng vô lăng mình biết cái dòng Lattano. Tay lắm của nó, tay lắm bằng đúc, nhựa đúc cũng rất là cứng, lâu năm rồi, nhưng mà tay lắm này có như vĩnh cửu, nó tần nồ. Ghi đông nguyên bản, ghi đông trước em giới thiệu bác là ghi đông Nhật luôn, của Nhật, nội địa Nhật, chứ không phải là ghi đông gia công như lốc ở bên mình đó nhé. Đây em vẫn còn cho bác xem, đây là chữ Nhật đây. Và chiếc xe này đẹp hơn, đồ đạc gần như 95% là inox hoàn toàn, thương hiệu Benchitone nội địa Nhật, thì các bác không còn gì xa lạ rồi, của Ford vuông, của Ford cao cấp của dòng nội địa Nhật đô, giống như cổ Ford lần trước của em dòng Miata, cổ Ford này nó đắt hơn dòng cổ Ford tròn lắm nhá. Và trong lần này thì bên xe bên nhà đang có về nguyên bản một chiếc chung của Lattano đây. Lattano bác nhìn thấy rõ đấy, đây là chuông của nó đây, chuông nguyên bản của Lattano, tay lắm của Lattano, thương hiệu nội địa Nhật Bản. Xe còn rất là đẹp, trên 95%. Đúng rồi, hôm qua có thể nháy đi không nhỉ? Không có, nhưng có các bác phải thấy rõ, xe còn gần như là nguyên bản. Và chiếc Benchitone này đẹp hơn so với chiếc Miata. Đồ đạc còn nguyên zin, tất cả là trên 95%. Rất là hiếm hoa em về một chiếc dòng Benchitone nguyên bản như vậy. Rõ xe của Lattano các nhé, đây. Thương hiệu Nhật, nội địa. Và vẫn là đôi mắt quạ của dòng đèn Mili Nhật, tất cả là đều được inox hết các nhé, còn rất là mới và đều sử dụng được bình thường, cũng model nhôm. Đấy, càng xe có nhìn thấy rõ đây, càng xe còn rất là mới, không có hề một vết xước nào cả, quanh inox cũng của nội địa Nhật đúng không nhá. Và áo của nó này, áo nguyên bản zin theo xe luôn, áo vuông, áo 3 tầng, áo vuông inox nguyên bản theo xe của dòng Benchitone Nhật. Nó vẫn còn cái chắn mùn của nó lắm nhá, đây chắn mùn của nó này, thương hiệu quân đại bàng Benchitone, đây bác nhìn thấy rõ đấy. Rất là hiếm còn giữ được những cái dòng xe Benchitone mà nguyên bản như vậy đến tận thời điểm này đấy. Đây càng của nó càng zin luôn nhá, càng Benchitone zin. Đây bác nhìn đây này, em vẫn còn cái logo lỗi của Benchitone đấy, bác nhìn thấy rõ đấy. Và hầu hết những dòng Mili Nhật bây giờ là lai tạp hết, mà em còn rất là hiếm về một chiếc Benchitone mà còn nguyên zin như vậy. Các bác thấy nhìn rõ, tem xe vẫn còn giữ nguyên, tem xe của Benchitone nguyên zin. Đây là phía bên này xe đây. Đây cũng là bên logo của Benchitone đây. Bên này xe vẫn còn cái khóa xe bác nhá. Đây. Ngay cả bên phanh của nó cũng là bên phanh Nhật luôn nhá. Đó, nhìn thấy rõ. Nguyên bản theo xe trên 95%, còn rất là đẹp. Hiếm hoi cái về một chiếc xe đẹp này, mà hầu hết những dòng xe Mili bên em đều được chọn. Một chiếc xe này còn đẹp hơn chiếc Miata,
thương hiệu nổi tiếng luôn như Lata, Bridgestone. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái miếng chắn chắn lốp ở bên giữa khung xe đây. Thì hầu hết những dòng xe mini đều là cắt từ những miếng lốp mà ra để làm trên khung rửa vật trên dòng Bridgestone Nhật ngày xưa. Thì đây ấy, miếng lốp này là miếng lốp đúng theo xe của Bridgestone thời xưa luôn. Đây nó vẫn còn cái logo chạm nổi trên xe đây, các nhìn rõ đấy. Các bác tìm được cái miếng e-lốc mà còn nguyên cái bản trong xe Bridgestone này bây giờ là không thể còn nữa, rất là hiếm. Đây tem Nhật bên dưới đây, xe này Bridgestone còn đầy đủ những cái tem Nhật bên trong xe này vẫn còn giữ nguyên. Đấy. Nước sơn thì không còn phải bàn nữa rồi, trên 95%. Vẫn còn đấy, những cái tem xe vẫn còn để nguyên theo xe. Zin từ A đến Z luôn, từ tay lắm cổ chuông, đây còn từ cái chuông nhỏ nhất của nó đây, rất là hay. Nathan Low, chút xe này các bác để sưu tầm, đi chợ mini hay là đi dạo phố, đi đạp theo thể thao nhẹ nhàng cũng được. Đây, đây là bê đan nhựa đúc thời xưa của dòng Bridgestone, bê đan trắng ngày xưa đây. Em vẫn còn giữ vỏ nó nguyên bản trong xe. Cặp đùi đĩa nhôm. Đấy, đùi nhôm. Hộp xích chính hãng của Bridgestone luôn đó nhá. Hộp e-lock hoàn toàn. Các bạn thấy rõ đồ trên 95% là e-lock. Và chiếc yên xe vẫn còn là rất là mới, nguyên zin của Bridgestone đây. Đấy bác nhìn đấy, yên này là yên zin của nó ấy bác nhá, yên zin theo xe luôn. Có một điều duy nhất là phía bên yên xe này thì nó hơi một vết rách qua cái quá trình sử dụng từ lâu lắm rồi, thì em vẫn cứ để nguyên. Các bác nào về thì bác may một miếng da trắng ở phía bên này xe, hoặc để nguyên cũng được, cũng chả ảnh hưởng đến xe cả. Đấy mà yên cũng vẫn còn nguyên zin, chiếc xe còn rất là đẹp. Yên sau ngồi là cũng chính hãng của bên nội địa Nhật nhá, yên lốp, yên đúc. Đấy, các nhìn thấy rõ đấy. Rất sáng và bóng, yên lốp. Và điều cũng là duy nhất là cái chân trống của xe này, cũng như cái xe lô xe trước thì em về một chiếc thì cũng là chân trống mạ yên lốp thôi nhá, cái chân trống này duy nhất một cái chân trống là mạ yên lốp thôi. Đây. Hộp phanh đây, hộp bên phía em chỉ đây là hộp nhôm nữa nhá, nhôm rất là hiếm, hầu hết là những cái phía bên này này, hộp bên nhôm này là đều là bây giờ là hầu hết thay thế là hộp mạ, hộp đây là hộp nhôm cũng là nguyên bản nó xe hết. Em quên, tất cả là đũa này, vành này, vành trâu vành bản to quá nhá, vành trước và vành sau đều là vành bản to, vành lốc bản to rất là cứng dày, nguyên bản theo xe. Đây là logo của dòng của nội địa Nhật đây, nó thì đấy bác mình logo đây cũng là vành nguyên bản các bác nhá, vành nội địa Nhật chứ không phải là vành mua ngoài ráp vào đâu. Đũa e-lốc đây, đằng sau tất cả các xe là đều nguyên bản, đồ đạc trên xe, đèn đằng sau đây bác nhìn đấy, đèn đằng sau là nguyên bản zin trong xe luôn. Đấy, đèn khá là hay. Đấy, nhìn đằng sau xe đây. Vẫn còn tem xe đây. Đấy, tem Nhật. Kiếm nguyên bản nguyên zin, đèn cũng đèn nguyên zin của nó. Rất là hiếm những đồ đạc của nó, giờ tìm rất là khó, xe mẫu xe về như vậy. Vâng. Đây là chiếc Bridgestone. Zin từ hãng Z của Nhật, từ những cái chiếc chuông Nathanol đến cái tay lắm Nathanol và yên, những cái đèn vẫn còn nguyên bản zin theo xe toàn bộ. Đấy. Vành này yếm áo này, tất cả đồ đạc là hầu như còn zin mà còn rất là đẹp, sáng bóng mới, e-lốc hoàn thuật nguyên bản theo xe.
Vâng, chiếc xe này bên em có giá bán với giá là 6,2 triệu bao ship toàn quốc, nhưng mà bọn em chỉ bảo bao ship qua đường xe khách thôi bác nhé, hỗ trợ bác đi xe khách thôi, còn không thể đóng một chiếc xe to như này vào thùng để gửi đi bưu điện được. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943. Một chiếc xe basic thôn nội địa Nhật nguyên bản, đẹp trên 95% đổ lên, đồ đạc rất là đẹp. Chiếc xe này về đẹp hơn chiếc xe Miata lần trước, có giá bên em là 6 triệu bao ship toàn quốc. Đấy, có thể thấy rõ đấy, rất là hiếm hoi mà về một chiếc này mà rất nhiều các bác quan tâm chờ đợi. Mời hẹn bác vào chiếc ngày mai.